Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh Thế giới trong ngày. Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa có nơi trên 70mm như Mường Do so ở Sơn La 100,2mm, Minh Sơn ở Hà Giang 73,2mm, Nhạn Môn ở Bắc Cạn 85,4mm, Xuân Sơn ở Phú Thọ 87,4mm, Hưng Đạo ở Cao Bằng 91,1mm, Đan Phượng ở thành phố Hà Nội 75mm, vân vân. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm mùng 8 tháng 6 đến ngày mùng 9 tháng 6 ở khu vực bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Hôm nay khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55% tới ngày 10 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần. Phần cuối của bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại Việt Nam và thế giới. Đoàn leo núi mắc kẹt trong bão tuyết tại Himalaya, 9 người thiệt mạng. Ít nhất 9 người leo núi quốc tịch Ấn Độ đã thiệt mạng trên dãy Himalaya sau khi bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết Lực lượng không quân Ấn Độ đã làm việc gấp rút tại khu vực phủ đầy tuyết để đưa năm người sống sót đến nơi an toàn. Đồng thời vận chuyển thi thể của 9 nạn nhân thiệt mạng xuống núi. Theo một bộ trưởng của bang Karnataka, nhóm những người leo núi đến từ bang Karnataka phía nam Ấn Độ đã gặp phải tuyết rơi dày ở vùng núi hẻo lánh của bang Uttarakhand phía bắc Ấn Độ. Vị quan chức này chia sẻ trên mạng xã hội X, tuyết rơi dày và tạo thành bão tuyết đến 6 giờ tối, hai người trong đoàn không chịu nổi thời tiết xấu tuyết và gió khiến việc di chuyển của đoàn không thể thực hiện được. Tâm nhìn giảm xuống mức không, họ túm tụng lại với nhau suốt đêm trên đường đi. Một số người nữa đã thiệt mạng trong đêm. Một hướng dẫn viên của nhóm đã cố gắng tìm cách liên lạc với lực lượng cứu hộ trong tối ngày 4 tháng 6 và các đội cứu hộ đã đến ứng cứu vào sáng sớm ngày 5 tháng 6. Lũ lụt gây thiệt hại lớn ở cao bằng trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân và các công trình xã hội khác. Theo báo cáo, có 7 trên 10 huyện, thành phố trong tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại do mưa to, nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng và sạt lở đất. Thống kê ban đầu cho thấy, 83 căn nhà bị hư hỏng, rạn nứt tường cùng nhiều công trình, kho chứa hàng, cơ sở hạ tầng, giao thông hư hỏng. 233 hecta lúa và hoa màu hỏng do ngập nước khoảng 100 con vật nuôi bị chết và trên 300 mét canh thủy lợi sạt lở đất, gãy đổ. Giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề tại ba huyện Hòa An, Bảo Lạc và Bảo Lâm. Hàng trăm mét khối đất đá đã, đã sạt lở xuống mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông. Có đoạn đường cạnh suối, nước lũ, mưa lớn đã gây sạt lở mặt đường ở huyện Bảo Lạc, gây thiệt hại lớn. Tổng thiệt hại ước tính là trên 9 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, các xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, giúp di rời tài sản, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Tại các tuyến giao thông bị sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động lực lượng, thiết bị xe máy, khẩn trương khắc phục sạt lở đất đá để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường. Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 9 tháng 6 năm 2024, Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vừa mưa to và giải rác có sông, gió nhẹ, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và sông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, xảy ra có sông, gió nhẹ. Trọc mưa sông có khả năng xảy ra lốc xết, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và sông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có sông, gió nhẹ, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và sông xảy rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra xả lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng phía Nam có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, phía Nam có mưa rào và sông, riêng tối và chiều tối có mưa rào và sông xảy sắc, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và sông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo mùa lũ lụt khốc liệt ở Trung Quốc năm nay Tần Hoa Xã đưa tin, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Li Guozheng đã phát thảo các biện pháp chính nhằm nâng cao tính kịp thời và chính xác của công tác giám sát và dự báo lũ lụt. Bộ trưởng Li Guozheng cho biết, hai ưu tiên hàng đầu và cải thiện hiệu suất của các thiết bị giám sát và cảm biến thủy văn hiện đại, đồng thời phát triển các mô hình toán học để phân tích dữ liệu. Bộ trưởng Li cũng nhấn mạnh phải đưa ra cảnh báo sớm, xây dựng kế hoạch dự phòng và tăng cường công tác ứng phó khẩn cấp. Bộ đã hợp tác với chính quyền thành phố Bắc Kinh để phát triển một hệ thống hiện đại theo dõi và dự báo lũ lụt. Sau trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 6 thập kỷ ở khu vực sông Hải Hà phía Bắc Trung Quốc vào tháng 7 năm 2023. Theo Bộ Thủy Lợi, Trung Quốc đã bước vào mùa lũ lụt với lũ lụt ở khu vực miền Nam đã lên đến đỉnh điểm, bắt đầu sớm hơn thường lệ. Mùa lũ lụt dự kiến kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 sẽ có cả lũ lụt và hạn hán, trong đó lũ lụt gây thiệt hại nhiều hơn hạn hán. Bộ Thủy Lợi cho biết, các sự kiện thời tiết cực đoan cũng được dự đoán sẽ xảy ra thường xuyên hơn, lan rộng và khốc liệt hơn, tác động lớn hơn. Một số con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Hải Nam, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông Trung Quốc có thể hứng chịu lũ lụt từ trung bình trở lên do lượng mưa lớn. Giới chức tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc dự đoán tỉnh này sẽ có mưa nhiều hơn vào tháng 6, khiến mực nước các con sông lớn trong tỉnh tăng lên ở các mức độ khác nhau. Nhìn chung, lũ lụt thường sẽ xảy ra ở khu vực miền Đông và miền Nam Trung Quốc, trong khi hạn hán sẽ chủ yếu xảy ra ở các khu vực phía Tây và phía Bắc. Masun, Giám đốc Viện các vấn đề công và môi trường ở Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu Thời báo. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!